rồi rồi nói là luân binh phương lê, rồi nói là luôn gì cái mấy bó bông, đừng có xem thường rẻ tiền cái kiểu đó. Luôn đã từng giúp Hồng Loan hơn cái thế nữa, và luôn đã từng giúp người ngoài hơn thế nữa, và luôn nhận cái những bó hoa đó là luôn không nghĩ là cái số tiền đó lớn, mà luôn nghĩ cái trân trọng, cái sự trân trọng của Phương Lê đối với Hồng Loan, đối với luôn luôn ghi nhận cái điều đó, và luôn tìm cách trả lại Phương Lê hơn hai cái bó bông đó nữa. Phương Lê nhục vì bị Vũ Luân khước từ tình cảm ngay trên cộng đồng mạng. Thưa quý vị, chén dĩa để trong tủ lâu ngày còn khua, tuy nhiên lần khua va chạm quá mức của Phương Lê đã khiến Hoa hậu Hổng nhất Việt Nam mất trắng từ tình bạn, tình tri kỷ, tình yêu thương của khán giả và sụt giảm tài chính. Tất cả khởi nguồn từ cái thói nổ sồn sồn và quan niệm sống có tiền là sai khiến được thiên hạ. Luôn miệng ba xoài, yêu ba xoài, quý ba xoài. Tuy nhiên, chính bà Xoài sẽ là người dạy cô Hoa hậu U50 này biết không phải có tiền là có tất cả. Chi tiết thông tin ra sao, chúng tôi mời quý vị theo dõi cập nhật của chúng tôi. Thưa quý vị, những ngày đầu drama, Nguyên Vũ và Phương Lê khi thông tin chưa rõ ràng, chứng kiến những giọt nước mắt tủi hờn trên livestream của Phương Lê, nhiều khán giả đồng cảm cho tâm trạng của người phụ nữ này. Song, được đăng chân lên đằng đầu, được nước làm tới, muốn làm má thiên hạ, làm bà nội của thiên nhiên, Hoa hậu Phương Lê cho ra lò hàng loạt các livestream chửi bới những người mà một thời cô ta, một chị, hai em, anh em ngọt sớt. Đỉnh điểm là lôi cả mẹ ca sĩ Nguyên Vũ, người lớn tuổi hơn cả cố nghệ siêu Tú Vũ Linh ra để đá điệu. Lúc này không chỉ khán giả mà người trong cuộc là chị Ni cũng không thể nào kiềm chế được. Livestream nói về Phương Lê, chị Ni rung lên vì tức. Chị Ni đã bảo vệ cho Phương Lê quá nhiều, chị Ni đã tự nhận lỗi về bản thân, chị Ni đã tự nhận bản thân mình sơ suất, quên bảo cho Phương Lê. Chị Ni đứng trước đầu ngọn gió để bảo vệ danh dự cho người bạn của mình, nhưng Phương Lê không biết ơn vì điều đó, luôn nghĩ rằng bản thân mình đúng, tiếp tục chửi cho đã cái nư. Và kết quả, Ni không thể nào bảo vệ Phương Lê được nữa khi cô xúc phạm gia đình ca sĩ Nguyên Vũ, không còn đồng cảm, thông cảm cho tâm trạng của Phương Lê. Giờ đây khán giả đã nghi ngờ chuỗi livestream chửi bới vừa qua không phải là bất đồng mà là có chủ đích, không phải vì yêu thương mà đến mà vì tiền, vì hình ảnh mà đến, và ra đi khi quyền lợi bị ảnh hưởng, nhận thấy bản thân đã quá lố, quá trớn trong chiêu trò tự tạo drama trong drama. Phương Lê đã bấu víu vào tấm lá chắn cuối cùng là Vũ Luân, người từng được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiệt tình, mong hai người trở thành một đôi, liên tục những buổi cà phê cà ơ hẹn hò khoe với khán giả, những status, những bức hình ôm xà nẹo từ Vũ Luân đến mẹ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, những câu nói ngôn lù cảm lạnh, nâng anh hai của Hồng Loan lên tận mây xanh. Hàng loạt hành động này sao y chang các hành xử của Phượng Ruồi, người mà Phương Lê từng đỡ đầu, lên án, ghét của nào sao y chang của đó. Tuy nhiên, ngọt ngào quá hóa thất bại, trái ngược với sự phô trương tình cảm của Phương Lê, Vũ Luân không có động thái đáp trả. Ngược lại, nam ca sĩ đã xóa hết hình ảnh của Phương Lê, đây như câu trả lời, tôi không chọn cô. U ta nói, quê chữ E kéo dài hàng trăm cây số, ngọt không có tác dụng thì chơi đòn cứng. Trên livestream gần đây, Phương Lê thách thức anti-fan, có giỏi thì nói Vũ Luân nghỉ chơi với Phương Lê đi, yêu không được hóa điên, Mỹ có Tào Nghiến thì Việt Nam có Phương Lê. Trên livestream tối ngày 18 tháng 11, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân dù không trực tiếp nhắn đến vấn đề nghỉ chơi hay không chơi, nhưng anh đã ngầm thể hiện ý chí chỉ một mình Hồng Loan, nam nghệ sĩ đã chia sẻ. Luân lúc nào cũng sát cánh cùng em gái của mình, chuyện đó không thể nào chối cãi được rồi. Tình cảm của anh em tụi Luân mấy chục năm rồi, Luân là con của bà Linh 20 mấy 30 năm rồi, tình thương gắn bó với nhau từ tuổi thơ rồi, làm gì làm, Luân không bao giờ bỏ Hồng Loan. Lời khẳng định của nam ca sĩ đã khẳng định thuyết âm mưu chia rẽ của ai kia sẽ không bao giờ thành công, vừa bị xóa hình ảnh vừa nhận lại cú tát, Luân không bao giờ bỏ rơi Hồng Loan, Hoa hậu Phương Lê không biết chui vào đâu để cho hết cái nhục cái quê. Cách đây 3 ngày còn đăng ảnh đại diện ôm nghệ sĩ Vũ Luân, nhưng sau hàng loạt hành động dứt áo dứt tình thể hiện ý chí bảo vệ Hồng Loan, thì hôm nay Phương Lê đã thay đổi ảnh đại diện, không còn hình ảnh của nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Cô đã biết tình tri kỷ trong dấu ngoặc kép vài tháng vội vã vừa qua không bao giờ sánh bằng tình anh em từ thuở tắm mưa của Hồng Loan. Thưa quý khán giả, chê thì cũng đã chê, nhưng cũng không thể nào phủ nhận Phương Lê đã có một số hành động hỗ trợ giúp cho Hồng Loan. Nhờ có Phương Lê mà Hồng Loan có bộ răng mới, đem đến nụ cười và tự tin hơn cho con gái của Vũ Linh, cũng là người có tiếng trên mạng xã hội. Sự lên tiếng của Phương Lê ít nhiều tạo điểm tựa cho Hồng Loan trên truyền thông. Câu chuyện cháu giành giật tài sản với con của cậu cũng được chia sẻ rộng rãi đến nhiều người. Ngoài ra, Phương Lê cũng rất nhiệt tình hăng hái giúp đỡ cho Hồng Loan.
Về mặt lời hứa, có tiệc nhận em nuôi hoành tráng tại nhà hàng 5 sao, hứa bảo vệ Hồng Loan suốt đời, giữ nụ cười trên môi của Hồng Loan, hứa tiêu diệt ve, hứa cho 10 trên 100 cổ phần tại công ty, hứa mua nhà gần Hồng Loan, hứa làm bộ phim 30 tỷ về cuộc đời của con gái Vũ Linh, vân vân. So sánh thì thấy lời hứa của Phương Lê nhiều hơn số lần cô ta hành động. Điều này vốn dĩ đã khiến khán giả lăn tăn ở trong lòng từ rất lâu rồi, nhưng vì cô bảo vệ cho Hồng Loan nên khán giả mới du di bỏ qua không bàn cãi. Tuy nhiên, động thái quá trớn lần này trong mâu thuẫn với Nguyên Vũ đã chạm đến giới hạn vị tha cuối cùng của khán giả. Những điều tiêu cực về Phương Lê được tích lũy, được dồn từ tháng này qua năm nọ và đến hôm nay mới thổi bùng lên, chứ không phải bất ngờ vô duyên mà có. Hy vọng sau drama tự tạo này thì Phương Lê sẽ điềm tĩnh, cư xử chuẩn mực đúng đẳng cấp của một quý bà.